Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Vinh Quang, nay là xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy vào ngày 26 tháng 1 năm 1964, cũng là lần cuối người về thăm đất tổ. Tình cảm cùng những lời căn dặn ân tình của Bác luôn khắc sâu trong tâm trí người dân xã Đào Xá nói riêng, huyện Thanh Thủy nói chung. 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương vững bước đi lên. Không khí náo nức tại xã Đào Xá, nơi Bác Hồ về thăm cách đây 60 năm. Thực hiện lời căn dặn của Người, xã đã tập trung phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân, trở thành xã nông thôn mới từ năm 2018. Đặc biệt, phong trào trồng cây gây rừng theo lời kêu gọi của Bác vẫn được duy trì phát triển. Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế đồi rừng của Đảng ủy xã được triển khai hiệu quả với gần 800 hectare cây lâm nghiệp cho nguồn thu từ khai thác hàng năm khoảng từ 25 đến 30 tỷ đồng. 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết phát huy cái thế mạnh của địa phương, chú trọng vào trong cái công tác phát triển cây lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển trồng rừng. 1/4 diện tích của địa phương đã được phủ xanh, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương rất là phát triển. Bình quân thu nhập trên đầu người đã đạt trên 56 triệu đồng. Phấn đấu trên tất cả các mặt sản xuất, văn hóa để đời sống nhân dân ngày càng no ấm, như lời căn dặn của Bác khi về thăm, cũng là mục tiêu phấn đấu của huyện Thanh Thủy trên suốt chặng đường 60 năm qua. Từ nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, đến nay Thanh Thủy đã đứng vào hàng các huyện phát triển khá trong tỉnh, là địa phương thứ hai đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 488 tỷ đồng, bằng gần 400% so với dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 57 triệu đồng một người một năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần được chăm lo khiến người dân rất phấn khởi. Từ khi được xây dựng cái nông thôn mới ấy, thì đường làng ngõ xóm rất là khang trang, sạch đẹp. Đối với xưa thì thứ nhất là cái cuộc sống nó gấp bội. Cơ sở hạ tầng cũng như là cái đời sống, tinh thần vật chất của người dân đã được nâng lên, đảm bảo cho người dân rất là vui tươi phấn khởi trong quá trình là lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Khâu đột phá về phát triển du lịch tiếp tục thu được những kết quả khả quan. Diện mạo huyện trọng điểm về du lịch của tỉnh đang dần hình thành với doanh thu từ lĩnh vực du lịch đạt khoảng 520 tỷ đồng một năm. Những thành tựu đáng tự hào đạt được là động lực, niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Thủy tiếp tục vững bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để xây dựng huyện Thanh Thủy ngày một giàu đẹp, thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thì Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2024 này sau. Cái thứ nhất là triển khai quyết liệt cái việc các khâu đột phá về du lịch và dịch vụ, quyết liệt cái việc thực hiện giải phóng mặt bằng, trong đó các cái dự án trọng điểm mà tỉnh ủy đã giao cho huyện triển khai xây dựng nông thôn mới, tập trung vào công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện đề án sắp xếp lại các xã theo cái đề án được phê duyệt. Thứ sáu đó là phải thực hiện cái việc là cải cách hành chính, nâng cao cái kỷ cương trong cái hệ thống chính trị, cũng như là nâng cao cái tinh thần phục vụ của cán bộ công chức viên chức, phục vụ cho người dân doanh nghiệp. Để xứng đáng hơn nữa với tình cảm tin yêu của Bác, huyện Thanh Thủy quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đưa quê hương vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, sớm trở thành huyện trọng điểm du lịch của tỉnh và ngày càng giàu đẹp, văn minh.